Hello anh em. Xin chào à? Hello. Hello ok ơi. Chào cái nào ok. Hello gì? Hello các bạn. Xin chào các bạn. Sau hơn một tháng không ra được vlog thì hôm nay nhà mình sẽ trên lên đường tiếp tục làm một cái vlog gọi là ngắn. Ông ơi, đi coi chờ con cá lần chưa? Hôm nay đang là ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương anh em ạ. Hôm nay là thứ hai và bây giờ đang là 8 giờ 9 giờ rồi. Bây giờ gia đình nhà mình mới đi. Hôm nay thì nhà mình sẽ tìm một cái địa điểm gọi là cũng gần gần ở Hà Nội thôi. Nói chung là đi để cho các con được lâu lắm rồi các con không đi cắm trại ấy, nên là hôm nay đi thử. Thì mời các bạn cùng xem là hôm nay gia đình nhà Kem Cây sẽ đi đâu nhá. Ok, let's go. Ông muốn đi cái chỗ có cát và biển. Có cát và biển gì? Cái muốn đi đâu? Không, cái chỗ mà mẹ là cho con lâu đài cát đấy. Ok, đi nhá. Đâu một chiếc cát nữa. Cháu muốn đi đâu? Đâu một chiếc biển cát. Biển đâu có cát không? Chắc chắn là có cát nhưng mà biển thì mình không biết.
tìm một cái chỗ khác. Hai chỗ rồi. Phải anh em ạ, chắc là có chỗ cam dở đây, bây giờ chờ con xe buýt kia đấy. Chờ con xe buýt kia nó gì nhỉ, nó đánh đi thì anh em mình sẽ đâm vào đây. Kiếm chỗ này cũng được anh em ạ. Anh quay clip của anh. Ừ, ở trong đây vào được em nhỉ? Thế à? Kiếm chỗ ăn sáng đây anh em ạ. Đói lắm rồi. Đây. Ở đây có đường vào mà đang bị con xe buýt này nó chặn. Chắc chờ nó chạy xong. Anh về vlog à? Ờ, anh làm vlog tí ra chơi. Vâng anh. Đây, vương con này. Nên là tí nữa kiếm chỗ ăn sáng em ơi. Đâu rồi, sao đây, làm gì đấy? Giải ga để vợ nó nằm. Ăn sáng đây đi, đói lắm rồi. Để ra hỏi em có gì ăn không nhá. Đưa anh cái. Đưa anh cái. À đây cái xích. Cô đưa lại. Này bánh mì trứng anh em ạ. Mẹ con nó vẫn ở ngoài xe. Mình đói lắm rồi. Sáng rồi chưa ăn gì. Thôi anh em ăn sáng nhá. Đói lắm rồi này. Cứ lại. Nào ngồi. Đấy. Đây là bếp dê hả? Anh đã uy tín chưa? Uy tín chưa? Bếp dê hả? Đúng rồi, bếp Đức. Đây là thanh niên sợ ruồi anh em ạ. Chỗ này rất nhiều ruồi mà. Cái đâu, đuổi ruồi đây, ruồi đâu? Đây này. Đuổi hết ra. Thanh niên sợ ruồi. Ôi. Chết cha, chỗ này nhiều ruồi quá. Chị nghĩ ra ngoài có hơn. Buôn sợ ruồi không con? Buôn chả sợ ruồi. Buôn làm thèm mà ăn ruồi. Bật quạt lên rồi, hết ruồi Thảo. Bật quạt hết ruồi không? Phải lấy túi bóng nó mới hết ruồi. Được anh em có phương án nào chị ruồi có thể comment cho gia đình nhà mình nhé. Để bình nước đây xem có sợ đấy. Ngồi ghế. Ngồi ghế nhé. Ngồi ghế. Trong lúc chờ vợ mình nấu nướng thì hai bố con tôi sẽ chơi trò của người lớn. Này. Wow. Chúng là giờ này đang bị đam mê cái bộ môn này anh em ạ. Đây gọi là bộ môn FPV drone anh em ạ. Đấy. Bây giờ tôi sẽ thử bay nhá. Tôi sẽ thử bay để xem là nó sẽ như thế nào nhá. Mặt là đứt tay đấy. Đọc cái ra nhá.
dừng lại. Từ từ để nó dừng hẳn đã. Từ từ. Nói ra hồ con nhanh lên. Tất thể luôn rồi. Bây giờ mình sẽ tập bay tập bay con nhỏ nhỏ này trước nhá. Được chưa? Nào như nào nào. Kệ nó ở đây còn chơi ở dưới này thì không có muối. Đây là ga đúng không? Ga lên đúng không? Đây là điều khiển sang ngang đúng không? Tiến nhá. Được chưa? Cầm nào. Cầm thử cho bố đây. Tay này để đây. Cầm đây. Được chưa? Được chưa? Rồi. Bạn cây cây đang làm gì đấy? Bạn cây tập bay. Tập bay gì? Làm anh tập bay không làm anh? Tập bay. Đấy là bạn ruồi không phải bạn muỗi, không sao đâu. Ở dưới này thì không có. Thì mình chơi dưới này thôi. Bạn cây đừng hỏng em mấy bay của bố nhá. Quay nhá. Nào. Tay để đây. Cây cho kem bay không? Tay này để đây. Được chưa? Tay để đây. Ga lên. Nào, ga nào. Rồi, ga lên. Ga từ từ thôi, ga từ từ thôi. Lên, lên được. Wow, ok. Kìa. Nó nào rơi vào lửa bây giờ đấy. Thôi dừng, ok, dừng cây. Một chiến sĩ đã hy sinh. Cây còn vẫn. Nào bay tiếp nào, không là không biết chơi à? Hỗ trợ các em gà. Sống chỉ thế này thôi. Bố ơi, sống là chỉ thế này thôi. Làm việc và tận hưởng. Quay cảnh dưới nào. Quay nó không lên. Phun ruồi. Bây giờ bố bay cái này tiếp nhá. Tình hình ruồi nhiều quá anh em ạ. Nên là nhà tôi đi chỗ khác thôi. Nhà tôi phải đi kiếm chỗ khác thôi anh em. Cẩn thận cây. Cây nào, cây ra nào. Không, cây ở trên. Cây nhỏ ruồi này mấy đứa không ăn được à? Vâng anh. Anh chịu rồi. Anh à. Bây giờ bên kia là ra đâu nhỉ? Đây là ra Vĩnh Phúc anh ạ. Vĩnh Phúc à? Vâng. Đi về gần hơn không nhỉ? À, bật lửa. Bật lửa. Tôi đi xin lại cái bật lửa. À bật lửa quên. Cho em lên, có gì cho em lên clip nhá. Vào kênh YouTube Kem Cây nhá. Cũng quên luôn anh. Rồi 4, cái này là 10. Anh có nhận book follow với cả book 10 đăng ký không? Anh vừa biết là thêm mấy bao nhiêu sắc vào follow cho vào này. Comment một cái nhá. Đây chưa kem đăng ký. Nhá. Ok anh. Kem Cây nhá. Vâng. Vâng anh. Kem Cây. Đâu? Kem Cây. Anh thằng đang hay nó nghiêm. Em Kem Cây nhá. Vâng ra nhá. Có gì sau này em rất nhiều thì anh được, theo cho đi theo cho làm camera. Bye bye mấy đứa nhá. Vâng nhá. I have walked through the darkest valley. I was lost, couldn't find my way. But then I heard him from within. He who died for my sins. He spoke my name, then I saw his face. Yeah.
as I've seen his eternal glory. Felt his hand when I was a stranger. I never knew until then what his love truly meant. I was lost, but now I'm found by his grace. Thượng cái này nhá. Cái này gì ta? Con đây kìa. Thích không? Thích không bạn Lam Anh? Lần đầu bạn Lam Anh đi phà à? Cây, bạn cây thích không? Không làm như thế, cây mơ không trèo lên. Trèo lên nhà bị. Bơi ở đây sâu nó không bơi được. Nên mình đi đâu thì không biết đâu nữa. Còn cái này bỏ, nó đã giúp mình ở chốt. À, áo phao á? Ừ. Con bảo phải mặc áo phao kìa. Cái đấy là cái phao con. Không được nghịch đâu nhá. Cho có sốt. Sốt thì nó mới nổi đấy. Đây là lần đầu tiên Kun đi phà. Thích không Kun? Sợ. Thích không? Kun lại. Kun, Kun lại. Kun ơi. Lại. Lần đầu tiên Kun đi phà anh em ạ. Thằng kia. Mặc áo với ai kia. Kun ơi lại Kun. Trời ơi, nó mặc áo tôi kìa mà. Sao mặc áo bố? Nó ăn tài á. Có mặc áo á? Trong mưa anh em ạ. Thôi chết rồi, xe, 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 xe. Cun, cun, lại. Lên xe, lên xe. Lên xe, lên xe. 5, 5, 5. Không được cưỡng đâu cây. Cái em không cúi. Cây không cúi. Đúng cạnh em đi. Hôm nay nhớ cho quẩn cảnh cây trên đầu này vào nhá.
Chuyến đi đầu tiên hơi bão táp thì anh em ạ. Bây giờ trời đang mưa rồi anh em ạ. Này anh em xem này. Đấy. Hôm nay là nhà mình định đi đảo cá chép. Tuy nhiên là bây giờ bị chỗ đảo cá chép cái đường vào ấy nó đang có hội làng nên là nó chặn không cho vào. Thành ra là nhà mình cũng mất một khoảng thời gian để nhà mình đi dọc cái bờ đê sông Hồng ấy để xem là có chỗ nào cam được không. Thì cuối cùng là quyết định là qua cái chỗ bãi phà mà mọi người có thể xem ở trên clip ấy. Thì qua đấy cắm trại thì nó thật là cảnh thì rất là đẹp. Mỗi tội là nhiều ruồi quá anh em ạ. Đấy. Thế nên là nhà mình ở đấy chơi một lúc thì trời cũng lâm râm mưa. Thì là nhà mình quyết định thử trải nghiệm cho các con trải nghiệm đi phà xem nó như thế nào. Và sau đó thì nhà mình đi sang bên bờ cái sông bên kia và đi theo đường Mê Linh Vĩnh Phúc mà nhà mình đi về thôi. Đấy, vừa về nơi thì mưa to quá. Đợt này ấy, thì gia đình nhà Kem Cây thì cũng đang làm cái con xe thứ ba. Gia đình Kem Cây cũng xin hứa là sau khi mà cái xe của gia đình nhà mình làm xong thì gia đình nhà mình cũng sẽ cố gắng để thực hiện nhiều hơn những cái vlog nữa. Tại vì cũng phải một tháng rồi chưa ra được cái vlog. Thì cũng rất rất mong là tại vì đợt này đang bị dính tắc biên anh em. Tắc biên nên là hàng nó về lâu. Thành ra là nhà mình làm cái xe này chắc phải mất về gần 2 tháng rồi vẫn chưa xong được. Đấy. Thì cái hy vọng là chắc là trong khoảng độ tầm 2-3 ngày nữa là cái xe mới sẽ hoàn thiện anh em ạ. Anh em, anh chị em có gì đón xem là cái xe mới của gia đình nhà Kem Cây thì có cái gì nhá. Ok, hẹn gặp lại tất cả các anh chị em trong những cái vlog tiếp theo. Cảm ơn anh chị em đã xem đến tận phần giờ phút này. Bye bye.